Giới thiệu với các bác, đây là máy cắt mang bổ mộng, mã là MJ105, 2 dây vuông, bơm dầu bơm nhất tự động. Đây là bơm dầu tự động này. Mã máy là MJ105, 2 dây vuông. Máy này có 2 phiên bản, pam tay và pam hơi. Dây dài 2 m, tổng công suất 7,7 kW, điện 380. Mặt bàn làm việc dài 70, rộng 55, cao 80 cm. Đây là đằng sau của máy. Nhất là con động cơ bổ mộng có công suất là 4 kW. Hai là motor cắt mang trên 1,1 kW, đồng thời con bên dưới cũng công suất 1,1 kW. Và tiếp theo đó là con motor cắt đầu là 1,5 kW. Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là một bộ đồ nghề. Còn nó bao gồm là một con, hai cái cà lê, ba một để mở các đầu của motor để ta nắp lưỡi. Và đây là tay quay. Và để gắn vào đây. Nó ta quay ra. Đây là kéo ra kéo vào. Kéo ra rồi đẩy vào này. Đây là kéo lên, cao thấp. Tương tự đây cũng thế, ở đây. À, cuối cùng đó là công tác tắt mở của động cơ. Một là công tác của động cơ bổ mộng. Hai, cắt đầu. Ba, cắt mang trên. Bốn, là cắt mang dưới. Đó, mình giới thiệu đến cái bơm dầu. Đây nó là hộp được gắn liền củ bơm. Khi bơm chúng ta sẽ đè xuống là nhà tay ra. Đó, thế là dầu nó sẽ chuyển vào ổ vi. Đường dầu được bố trí ở giữa ổ vi để bôi trơn cho đường dây trượt, đồng thời là để rửa đường dây trượt chống kẹt. Đó là bàn trượt. Đấu điện như này các bác nhá. Các bác đấu vào đây. Cái dây hai màu các bác đấu vào đây như thế này, thứ tự như này. Nếu mà có ngược ấy, ngược thì các bác đổi dây cho em là xong. Dây máy có thiết kế chỗ đặt dây đâu hết được. Các bác đấu y này cho em là được. Nếu mà điện thì các bác có quay ngược ấy, các bác đổi ba cái dây này, đổi vị trí dây này cho em là ok.